Một lần nữa anh khẳng định cuộc đời em có va vấp tới mấy đi chăng nữa thì em vẫn hành động theo bản năng. Hoàn toàn không có một trải nghiệm gì. Em có nhớ hai vòng trước em đã theo ai và kết quả thế nào không? Ngay ở vòng trước thôi. Chị biết tại sao ba mẹ em đặt em tên vàng rồi. Sắp bội xuống vàng. Sắp bội xuống vàng. Sắp bội xuống vàng. À, thì ra vàng trong chữ bội vàng. Đúng rồi. Chứ không phải trong chữ vàng vọt à. Tự nhiên các em bị chì chiết ngang vậy. Chưa gì hết. Anh đang lo cho em. Chúng ta chỉ còn lại 2 vòng nữa thôi. Mà em quá vội vàng mà em không rút ra được kinh nghiệm gì. Ở vòng trước em chọn số mấy? À, em vòng... có nhớ không? Dạ, số 1. Ban bình luận chọn số mấy? À, số 3. Và em cũng chọn số mấy? Số 3. Và em mất bao nhiêu tiền? 25 triệu. Thế mà em vẫn chưa sáng mắt ra. Nói nghe nè, chị chưa thấy cái chương trình nào á mà một người chơi mà thất bại thảm hại như vậy luôn á. Mà chị rất vui. Ủa, tại chị có mất mát gì đâu mà chị không vui. Chị đừng nói vậy mất công, người ta nói mình là người xấu đó chị. Chị buồn không? Chị đau khổ. Em cũng vậy. Trời ơi.